Ai ngồi khiên mất cười rồi. Ô trời. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của anh Tú và vợ của mình. Ngày hôm nay thì các anh thợ cũng sẽ bàn giao lại cái ngôi nhà này cho vợ chồng anh Tú cùng nhau sinh sống. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vào bên trong để xem ở trong nhà anh Tú được xây dựng sau một gần hơn 10 ngày thì như thế nào ha. Mời cô bác quý anh chị xem ai mở cửa. Anh Tú ơi, mở cửa giùm em với. Đẩy rồi, đẩy vô. Đây là một cái cánh cửa Đài Loan rất là đẹp luôn ha cô bác anh chị. Một cánh cửa Đài Loan màu xanh. Còn đây là anh Bức, là anh vợ của anh Tú. Nhà đẹp không anh Bức? Đẹp ha. Đẹp. Biết gài không? Biết gài không? Biết gài lại không? Gài lại đây. Đẹp không anh Tú? Biết gài không anh Tú? Để sát vô. Rồi bình thường. Ở đây có cái dòm nữa nè ha, công dòm đây nữa nè, thấy không? Ở đây là dòm, thấy ra ngoài đâu dòm coi, thấy không? Dòm ở trong á, nhìn dòm ghé. Thấy ha. Vui không? Giờ đâu rồi? Giờ không biết đi đâu rồi. Không biết đi đâu rồi ha. Chắc đi kẹt công chuyện đi đâu rồi không biết. Vậy ha. Mấy ngày nay có bắt ốc không? Dạ chưa. Thông tin với cô bác với anh chị, ngôi nhà này thì bề ngang có 4 mét thôi, nhưng mà rất là dài luôn ha cô bác anh chị. Gạch này thì vẫn giữ lại cái phần gạch cũ, tại vì ngôi nhà cũ thì phần gạch này mình Bùi Hồ và nhận thấy được phần gạch này nó vẫn xài được, thì không cần phải dỡ lên, phải nâng lên nền, tại vì khi mà dỡ lên nâng nền thì rất là uổng so với cái phần gạch này. Dỡ lên cái phần gạch này mà nâng nền lên thì phải hơn 20 triệu, mà ngôi nhà này thì không bao giờ bị nước tràn vào, nên là nữ là cứ giữ cái phần gạch này luôn. Và ngôi nhà này thì được sơn một cái tông màu, gọi là một tông màu hột gà, dành cho những người lớn tuổi ở trong cái ngôi nhà. Đứng ở đây thì gió đằng sau kia cô bác anh chị nó sẽ lộng vào ra thẳng tới ngoài trước luôn. Ở đây là không gian phòng khách nè. Không gian phòng khách này thì cũng khá là lớn, thì có một khoét một cái cửa sổ ở đây, đủ lấy ánh sáng và lấy gió luôn nha cô bác anh chị. Rất là sáng, chưa bật đèn nhưng mà ngôi nhà cũng rất là sáng. Còn một số vật dụng ở tại ngôi nhà này nữa. Và đây là cái phần lao phong, một cái phần lao phong màu hột gà, nó gần như là phù hợp với lại phần tường này. Và ở ngoài trước phòng khách này các anh thợ cũng lắp một cái cây quạt đính vô tường ha. Còn đây là cái phần điện, điện nè các bác anh chị thấy không? Điện này, bóng đèn này là đèn ngủ nè. Còn điện này, bóng đèn này là nó bóng đèn ở ngay chỗ cái phòng của vợ chồng của anh Tú ngủ ngay tại chỗ đó. Còn điện này là bóng đèn này. Đây, bóng đèn này này cô bác anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Còn một cái bóng đèn nữa là bóng đèn ở ngoài trước này. Chiều nay thì anh Vũ cũng làm luôn cái phần hàng rào ở ngoài trước cho nó xong luôn. Cái phần cửa sổ này thì các anh làm rất là chắc chắn. Và cửa sổ này gọi là cửa sổ lùa, có một cái khung sắt ở bên trong bảo vệ nữa nè cô bác anh chị. Thấy không? Đẩy rất là nhẹ ha. Đây. Đây, màu hột gà kèm với cái màu la phong rất là đẹp luôn. Còn đây là cái phần dần ngăn cái vách phòng của gia đình của anh Tú. Ở đây thì được alu, nhưng mà alu này là alu giả đá nha cô bác anh chị. Giả đá maple á, mình nhìn nó rất là sang. Không phải là alu dạng như alu trước đây, nhưng mà alu này giá cũng nó cao hơn so với alu bình thường. Đây là cái phòng. Có một cái chìa khóa. Ở trong đây cũng có một cái những cái làm gió để mà lấy ánh sáng nè, rồi lấy gió cho cái phòng này nó không bị tù á. Ở trên này cũng vẫn được đóng la phong. Vẫn có một cái đèn ngủ. Cái đèn này thì là đèn led, rất là tiết kiệm điện luôn cô bác anh chị. Ở đây thì có một cái quạt. Đây, có một cái đèn ngủ nhỏ chỗ này nữa nè. Rất là sáng ha. Cô bác anh chị thấy cái sáng con đèn ngủ nó. Có một cái đèn ngủ nữa. Mát không anh Tú? Vợ chồng anh Tú cũng như bà cụ và anh Bức rất là mừng khi mà có được cái ngôi nhà nó, phải nói là cực kỳ đẹp như thế này. Mà Bùi Hồ cũng đã có chia sẻ với cô bác anh chị rằng đây là ngôi nhà mà mọi người thường đi ngang nói rằng ngôi nhà của những người có tiền, chứ không phải là ngôi nhà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Đó là chị Tửng ở Phi Châu. Đây là không gian ở lúc trước á, thì cái phần này là cái phần bằng gỗ rất là đơn sơ luôn á cô bác anh chị. Và sau khi đóng simbo
đổ xi măng lên và dán gạch giả gỗ như thế này. Mình nhìn cũng thấy rất là dễ thương ha. Đây cũng có cái đèn ở đây, có anh chị thấy không? À, cũng có một cái đèn ở không gian bếp như thế này. Và ở đây thì có một cái cửa sổ, có một cái cửa sổ ở bên hông để khoét để lấy ánh sáng. Ở đằng sau đó thì cũng đủ lấy gió và lấy ánh sáng luôn. À, mà cô bác anh chị có biết rằng khi mà để một cái bếp ga ở tại chỗ này đó thì sẽ chỗ này nấu á, thì Bùi Hồ nói với anh thợ là sẽ khoét thêm một cái cửa sổ ngay tại chỗ này nữa. Lý do là nấu ở tại chỗ này á, thì khoét thêm một cái cửa sổ nữa để mà mùi của xào hay là chiên gì đó nó sẽ bốc, dễ bốc mùi ra, nên sẽ khoét đây thêm một cái cửa sổ nữa ha. Cái không gian đó ngoài sau này cũng khá là rộng luôn. Và chúng ta nhìn thấy cái màu sơn nè, cái màu lau phông nè, mọi thứ nó đều tô điểm cho cái ngôi nhà này thêm đẹp. Và đây, đây là cái phần mặt dựng ngoài trước. Ở trên đó dựng xuống đó thì không có bao giờ mà gọi là mưa tạt hết. Có phần cửa sổ này để lấy gió từ ở con kinh ở dưới kia lên. Trên đây cũng có hàng một cái, anh Vũ cũng hàng cho một cái chân để mà để cái phần cái thùng xả nước ha. Mình nhìn thấy nó rất là dễ thương. À, đây xả nước ở đây. Ở đây có khoét một cái lỗ ở dưới này để cho nước nó đi ra. Nước này chưa lên ha cô bác anh chị. Rửa cá ở trong này cũng được nè. À, rất là dễ thương. Còn đây là cái phần nhà vệ sinh sau khi được nâng cấp lên. Sau khi được nâng cấp lên thì nhà vệ sinh này cao hơn, giúp cho bà cụ cũng như là con của anh Tú đi đứng nó không bị bước lên những cái bậc tam cấp mà là không bị dễ bị trượt chân á. Mà ở đây rất là bằng phẳng luôn, nâng cao lên bằng phẳng luôn. Và đây là cái phần toilet nè cô bác anh chị, có lắp một cái bồn cầu cũng đã đi nước xong hết rồi. Ở trên này thì cũng có đóng la phong á, rất là đẹp ha. Ở cái phần này á thì vì sao cô lại cắt tôn mà không xây tường? Anh Hợp anh chia sẻ rằng không biết là cái hầm ga đó nó lúc trước đây xây dựng như thế nào, nên nếu như mà mình xây tường thì cái phần hầm ga hầm chứa dưới mà nó bị sự cố á, thì không biết xử lý như thế nào, lúc đó thì rất là phí, nên sẽ dừng cái dách này bằng tôn. Và tất cả các chi phí ngôi nhà này thì được chị Tửng ở Phi Châu gửi cho Úc Đồng Tháp để mà làm lại mới ngôi nhà cho vợ chồng anh Tú cũng như là bà cụ. Ngày hôm nay đó thì Bùi Hồ cũng được thay mặt cho cô Vân ở Mỹ gửi cho gia đình của anh Tú 500 đô. Số tiền này thì sẽ dùng mua bàn ghế rồi và dùng mua giường, bếp ga. Rồi bây giờ trước khi đem đồ vô thì chào anh. Mình cảm ơn anh Út. Anh Út gì? Út Tuấn. À, thấy ngôi nhà đẹp không? Dạ đẹp. Quá khéo mừng. Rồi. Hả? Đẹp. Mấy ông đồng khéo tay đẹp. Mừng không? Mừng. Mừng vui vẻ lên. Mình vui vẻ. Gái lau nhà nè, con với nhớ em lau nhà sạch sẽ nằm giữa đâu nè. À. Bóng không? Bóng. Xịt vô luôn, chung phòng luôn. Dạ. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ. Cô chú mẹ. Dạ. Anh, có muốn nói là gì không? Cảm ơn anh hai, chúc mừng anh hai mạnh giỏi. Anh mất. Mất đâu biết gì đâu. Rồi sao nữa, chúc mạnh giỏi rồi sao nữa? Chúc anh hai mạnh giỏi. À. Rồi cảm ơn, có muốn nói lời nào với lại Mạnh Đường Quân không? Dạ, cảm ơn chú Mạnh Đường Quân. Ừ. Nên sao nữa? Xin cảm ơn ổng. Rồi, vậy ha. Dạ. Và bây giờ thì ngày hôm nay á thì cô Vân ở Mỹ cũng có hỗ trợ cho gia đình của anh Tú ba cái giường, mùng mền, rồi bếp ga cũng đã chở lên tới rồi. Bây giờ các anh cũng đem lên. Chắc có lẽ là cô bác cũng chị nói tại sao ngôi nhà này không ăn tăng gia, vì những thành viên ở trong ngôi nhà này thì đa số đều không giống như những cái ngôi nhà khác, nên là nữ là chị Tửng có hỗ trợ tổ chức tiệc cho các anh thợ để mà đãi các anh thợ một buổi tiệc nhỏ nhỏ ngay tại quán chứ không làm ở nhà. Mà bàn giao nhà thì Út Đồng Tháp cũng đã có mua bông hoa và thậm chí là một con vịt nấu cháo chiều này để mà cúng, để mà chiều dọn vô nhà ở đó cô bác anh chị. Bây giờ chắc dọn đồ vô ha. Nhận được sự hỗ trợ của cô Vân ở Mỹ gửi cho gia đình của anh Tú là 500 đô, thì ngày hôm nay thì việc đầu tiên thì Bùi Hồ sẽ đến một cái cửa hàng để mà cửa hàng này là hôm trước mua đồ cho nhà Út Nhất á, chị thì cũng rất là dễ thương và bán thì giá cả phải nói là phải chăng. Chị ơi, hôm nay á thì em mua cho nhà anh Tú là em của Út Nhất á. Dạ. Nhà trên đó chị biết không? Biết. À thì chị bán cho em là hai cái giường 1m6. Ừ. Một cái giường 1m4. Hai cái giường 1m6, một cái giường 1m4. Ba cái niệm.
ba cái nệm thì hai cái 1m6 cái 1m4 luôn à. Ha trời. Rồi ba cái mùng, ba cái mùng với lại gói, sáu cái gói, sáu cái gói với lại ba cái mền ha. Rồi với lại cho em một cái bếp ga, một cái bếp ga đôi ha. À, một cái bếp ga đôi đi, bếp dưới bình luôn ha chị. Bếp bình nước dây quanh luôn. Đầy đủ luôn. Ha. Rồi bây giờ khoảng bao lâu chị giao được? Cái đó để chị sạn ra rồi gần chút nữa anh về anh giao được không? Từ đây tới chiều được không? Đây tới chiều sớm giùm em. Rồi. Rồi bây giờ thì em sẽ đi lên trên đó, rồi. Chị ghi giùm em cái hóa đơn giùm rồi. Em. Này em không trả giá thì chị bớt được phần nào, chị bớt giùm em ha. Em yên tâm. À, tại vì dạ, quay lên mạng là người dạ ta sẽ biết giá nên là nữ là em tin tưởng chị, em khỏi rồi, cần trả giá ha. Dạ. Dạ. Thì chị ghi cái hóa đơn kỹ giùm em rồi để em gửi tiền cho chị luôn. Rồi. Ha. Rồi bây giờ chị ghi ra đi ha. Rồi, để chị ghi ra rồi giờ chị em gửi tiền chạy cho chị trước rồi chuyện chuyển giường lên đó sao cũng được. Ghi hả? Dạ, dạ. Chứ không phải mà mình ghi rồi bắt đầu mình chuyển gì còn giường em đưa tiền. Ờ vậy đi ha. Ừ. Cho nó tiền. Đúng rồi. Rồi. Tiền đó chị đưa hóa đơn rồi em đưa tiền chị. Dạ, rồi ha. Rồi. Hôm nay thì mưa cũng khá là lớn và Bùi Hồ thì có dặn lúc sáng rồi. Nhưng mà bây giờ thì anh này anh mới chở lên được nè. Ở trong đây thì gồm có bếp ga, bình, dây quanh đồ đầy đủ hết. Có nệm, giường, đồ hết đó cô bác anh chị. Rồi anh bức giỏi quá ta. Biến phụ luôn kìa. Cái đó là gì anh bức? Nệm. À, anh Tú ra phụ tiếp kìa. Cái đó là gì anh Tú? Bếp ga. Bếp ga. Biết sử dụng không? Hạnh phúc lắm khi mà cắt được ngôi nhà lên thì được cô chú ý anh chị quan tâm. Và hôm nay thì được cô Vân ở Mỹ hỗ trợ những cái phần này. Thì tí xíu nữa Bùi Hồ cũng sẽ coi lại hóa đơn và gửi tiền cho anh luôn. Hết là trên 10 triệu không anh? Có phải triệu mấy à? Vậy hả? Triệu 990 ngàn. À tính đâu 10 triệu là trên 10 triệu là anh bù vô. Nhưng mà cô Vân này cũng đã tính hết rồi, nó không có nhiều tiền. Anh bất ngủ ở đâu? Anh bất ngủ với ai? Dạ, dạ. Anh bất ngủ với ai? Trời, anh bất ngủ với ai? Bà cụ. Bà cụ. Anh bất ngủ chỗ nào? Ngủ đây, vậy đợi đợi cái giường mấy sáu ở đây. Hai vợ chồng anh ngủ luôn đúng không? Ở trong phòng đúng không? Hai ngủ. Mét tư là để ngoài sau. Dạ mày ngồi sao luôn. Cái đó cái từ đấy. Đem cái này ra sao anh Tú ơi? Khiên này ra sao? Anh Tú, nhanh hai vợ chồng khiên vô phủ. Nặng không? Dạ. Thương ghê không? Mét tư vô phòng. Mét tư ngoài sao? Mét sáu ở đây. Mét sáu vô phòng ha. Dạ, như cây mét sáu hồi trước. Rồi ra khiến tiếp nhanh đi nhanh đi nhanh đi. Mừng quá. Không cái đó để đó khiến tiếp đó kìa. Cái đó là mấy tư hay sáu anh? Mấy tư hả? Khiến mất có chút mà mệt rồi. Khiên tiếp kìa, anh với anh bức khiên nó kìa. Lao động là vinh quang mà. Chiều nay về nhà mới, tối nay vô ngủ được rồi. Cái này là mét tư quá hả? Cái này xưa thẳng ra ngoài sau luôn nha anh Tú. Trời ơi trời. Khiên hai người. Hai người khiên mất cười rồi. Trời. Đi thẳng ra sao? Mỹ ra sao luôn? Chỉ coi chị Thơm. Đủ hết chưa? Còn bếp ga nữa hả? Gắn giường trước đi anh. Ga riêng này là cắt là nhà mà làm gì quá hạnh phúc hả anh? Anh tên gì? Anh Thơm. Anh Thơm hả? Thơm Tho. Ủa cái nệm để chưa?
Ủa còn 3 cái nữa mà. 3 cái. Sao 1 cái không để trong phòng? Nên cái. Đây. Lấy cọc dây rồi lấy cái cọc. Anh Tú cũng giỏi quá chứ bộ. Dành về đi anh Tú. Cái giường này đẹp không anh Tú? Đẹp. Quá khéo rồi. Cái giường này nhiêu tiền anh Tú? Anh Tú? Tú có hỏi hả? Giường này nhiêu tiền? Giường này hả? Ừ. Giường này nó có. Đón thử rồi. Đón nói coi. Nhiêu? 1 triệu, 1 triệu gì đó. Giường, cái giường người ta mua cũng đâu có 4 triệu bạc. Dạ hả? Ừ. 2 tỷ á. 4 triệu rồi. Dạ hả? Cái giường mà 4 triệu rồi. Chứ ngoài 2 tỷ hả? 4 triệu. Ngủ ai ngu rồi. Đẹp không? Trời ơi trời. Quá đẹp luôn, vỗ tay. Vô trọng ra sao làm tiếp thợ hả vậy kìa. Ở ngoài sau này là 1m4 nha anh. Gáp này gáp trong phòng ha. Anh Tú giỏi không anh Thơ? Giỏi quá. Chồng giỏi quá kìa, hung miếng đi. Con cũng giỏi nữa nè. Đúng rồi. Mát mẻ là liền. Quá im rồi. Anh Tú làm gì cũng chuyên cần lắm. Anh Bích cũng giỏi luôn. Rồi để vô. Nhẹ nhẹ nha. Giờ cái cục kia xích vô. Đúng rồi. Chú không đi nha. Rồi bỏ vô. Rồi giỏi. Còn cái nữa anh Tú ơi. Chú. Cái vịt này nhẹ không anh Tú? Nhẹ. Chú lột ra không? Ừ. Lột ra luôn. Trời ơi, thấy vui dữ ha. Quá ấm anh Tú rồi. Không có đi vào chắc được chứ. Anh thấy là anh Tú lại ở trong đó người ta đã miếng là đủ mà anh Tú à. Còn mà tao không đợi. Chưa anh Tú. Chưa. Anh Tú giỏi quá anh Tú ơi. Rồi lấy tấm niệm xé tấm niệm ra đi chị. Anh ơi ra lấy niệm đi cho làm cho. Chưa. Thấy siêng năng không anh Thơ? Nhẹ nhẹ cái giường nghe Tú. Tấm niệm này mét mấy ta? 6. Tấm niệm mét 6 hả? Xé ngoài đi, xé một mũ ngoài đi anh Tú. Đem ra ngoài xé một mũ đi. Xé đây luôn được không? Tự dọn cho mình vô ngủ đi chứ. Giỏi không?
À, anh Thơm anh nói là ngày mai thì anh sẽ đem cái tấm ga lên đó cô bác quý anh chị. Bây chút chút đem lên luôn ha. À. Trời ơi trời. Đẹp, đẩy vô, đẩy sát vô, đẩy sát vô. Đẩy sát vô anh Tú. À, lấy cái kia anh Tú. Đẹp quá. Đẹp quá hả? Đẹp dạ. Ngủ im không? Ngủ im. Rồi. Ngủ kính luôn. Ngủ kính luôn. Ô, trời ơi. Cái sao, cái sao. Rồi, gạch miếng kia luôn kìa. Miếng kia luôn kìa. Trời, té lăn cù mèo luôn anh Tú. Nói không? Chắc làm việc này khó ăn hơn mò ốc à. Ồ, lực quá anh Tú ơi. Trời. Vui không anh Tú? Vui. Vui ha. Rồi còn cái giường ngoài sau nữa. Rồi xé mấy cái gối để lên. Cái gối nữa kìa. Còn hai cái gối để lên đây nè anh Tú. Lấy hai cái gối để lên. Này mấy cái gối. Này mấy cái. Xé ra. Lấy dao cắt ra không? Xé được không? Trời ơi lật dữ ha. Rồi lấy áo chị Thơm lấy áo gói trồng trồng vô. Mỗi cái giường để hai cái gói này anh đem vô trong luôn. Cái phòng của anh á. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Ờ đói hai cái trong hai cái. Cái tổ ấm của anh Tú. Thấy thương kìa. Đem cái màn vô luôn. Ở trong này có cái màn luôn á anh Tú. Anh Thơm ơi. Có áo gói chưa? Ừ. Hai vợ chồng hai cái gói được không? Ở đã, cái gói này để đó luôn đây. Có cái màn không? Coi có cái màn không anh Tú? Im không? Im không? Mỗi mỗi cái giường là cái mùng nha. Này đừng khui ra mùng để đó đi. Rồi lấy cái màn để đây. Anh thích cái gói màu nào? Anh Tú? Thích gói màu nào? Màu đỏ đi ha. Rồi, rồi ok. Rồi nữa, đem bọc về dập ra ngoài. Rồi, hai màn, hai chồng. Chính màn là gọn. Rồi ra sao phụ tiếp tí thiếu nữa đây. Coi chân kẹt tay. Anh Tú anh biết anh Thơm. À, để đây, tôi vô sầu này đi. Rồi chưa, để đi, đi nha. Rồi đây em nghe. Cảm thấy làm mệt mà vui không? Dạ vui. Vì sao? Máy em mới cắt nhà, xe nhà nhập rất là vui. Cho người ta cho đồ mình hả? Hả? Cho đồ mình hả? Cho đồ hả? Cho vô nha. Mừng dữ không? Dạ mừng vui. Rồi, đẩy vô anh Tú. Đẩy xích vô. Lấy mấy bao gạo ra, đẩy vô. Đưa vô nè, lâu vô. Thấy cũng thương lắm. Luôn cái bếp ga màu cũng dễ thương ghê á. Bên anh Thơm với chị Tho thì bán mình cũng yên tâm về giá về chất lượng sản phẩm á. Anh Tú anh giỏi quá à. Bữa nay giỏi kênh
phải nói là cực kỳ giỏi luôn. Dây quanh tự động hết hên. Cái này thì để Bùi Hồ sẽ hướng dẫn cho gia đình sử dụng sao. Cho trước đây nấu củi không mà bây giờ nấu bếp ga, nữa nó cũng hơi lập chụp. Còn cái này để đắp nó ngủ. Giá cũng mau quá hình thôi. Còn khách còn đã lắp cái điện với dao hai ba cái tủ rồi nữa. Dạ. Yeah. Dây này cũng dây tốt ha. Vậy nó rất là dễ nấu, sợ bếp củi thôi. Chứ bếp ga mà nấu thì nó có bình to thì nó cũng nó đủ độ an toàn hơn ha. Bếp củi nó mới nguy hiểm hơn bếp ga đó. Rồi ok ha. Ok, lửa quá đẹp luôn. Lửa quá đẹp, quá xanh ha. Quá đẹp luôn. Cũng cực dữ rồi. Và như vậy là cũng đã gắp xong cái bếp ga. Dạ, chờ nữa em đóng cái bàn khác. À, cũng đã xong cái bếp ga. Mà ba cái giường mùng mền nệm đồ hết đó cô bác anh chị. Và bây giờ thì ra ngoài trước thay mặt cho cô Vân ở Mỹ á, gửi phần quà cho gia đình ha. Chị Thơm nói vậy. Cái rút nợ làm móc cô. Rồi ok. Dạ. Khi gáp xong á, thì Bùi Hồ cũng chia sẻ cái phần tiền ba cái nệm là 1.550.000, hai cái giường 1.6 là 3.000.000, một cái giường 1.4 là 1.300.000, 1.6 là 1.500.000 một cái, ba cặp gối là 180.000, ba cái mền là 300.000, mỗi cái 100.000, ba cái mùng 300.000 luôn, một cái bếp ga dây quanh là 800.000, bình một bình ga với vỏ ga là 560, tổng cộng số tiền là 7.990.000 đồng. Thì ở đây là Bùi Hồ có nói là anh mua thêm cái ba cái ga nệm là thêm 200.000 đồng nữa, là ra là 8.100.000 đồng. Ở này là anh bớt đúng không? Có nghĩa là anh chỉ tính là 7.900.000 thôi, bớt 90.000 đồng. Đúng không? Bớt 90 thì còn lại 8.100.000. Rồi em gửi cho anh Thơm luôn nè. Anh đếm giùm em á. Còn 8 triệu mốt phải không? Dạ 8.100.000 á. Ba, 4, 5, 6, 7, 8, 8.100.000. Rồi cảm ơn anh. Thì chút xíu nữa anh sẽ gửi cho em cái đem lên cái bếp cái gà. 3 miếng gà nữa, chút nữa giao ngang đi giao cái vườn học rồi giao luôn 3 miếng gà. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều ha. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ dạ. Chào ba, chào anh Bức, chào anh Tú. Rồi xích vô, xích vô, xích vô. Xích vô, chị dư vẻ. Chắc có lẽ là ngày hôm nay thì con thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân á, chúc mừng bà đã có một cái ngôi nhà mới hơn so với ngôi nhà cũ. Bà có muốn nói lời nào với lại Quý Mạnh Thường Quân không? Cũng rất cảm ơn. Dạ. Được cái nhà cũng mừng lắm. Cũng mừng lắm. Dạ. Anh Tú. Dạ. Có muốn nói lời nào không? Dạ, xin cảm ơn anh hai. Anh hai tổn là gì? Là tổn. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đi anh. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. À, cảm ơn chị Tửng nữa kìa. Dạ, cảm ơn chị Tửng ở nước ngoài. Cô Vân ở Mỹ. Cô Vân ở Mỹ. À chị. Dạ. Có muốn nói gì không? Cảm ơn chị gì? Chị Tẫn. Ở Châu Phi. Ở Châu Phi. À, cô Vân ở Mỹ. Ở Mỹ. À, cùng. Cảm ơn mọi người nhiều. À, anh Bức có muốn nói lời nào không? Cảm ơn. Cảm ơn. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng xin chân thành tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á đã ủng hộ cho gia đình của vợ chồng anh Tú như là bà cụ có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Cảm ơn chị Tửng rất là nhiều. Và cũng ngày hôm nay thì thay mặt cho cô Vân ở Mỹ mua những cái phần quà để mà nội thất ở trong nhà như là giường, nệm, gối và bếp ga. Thì tổng cộng cái số tiền là 8.110.000 đồng. Đây là số tiền là cô bác quý anh chị. Và cô Vân ở Mỹ á, gửi cho Bùi Hồ là trước sau là tổng cộng là 500 đô. Đổi ra mỗi 100 đô là được 2.370.000.
thì 500 đô là được 11.850.000 đồng. Thì Bùi Hồ gửi là 11.900.000 đồng cho ngôi nhà. Lúc nãy thì Bùi Hồ cũng đã có gửi là tiền là 8.100.000 đồng ở cô bác của anh chị cho phần nội thất. Thì 8.100.000 đồng, 11.850.000 đồng từ cho trừ cho 8.100.000 đồng thì còn lại là 3.750.000 đồng, thì coi như là 3.400.000 á. Vậy là phần của cô Vân á, sau khi trừ đi thì còn lại 3.750.000 đồng. Thì Bùi Hồ gửi luôn là 3.400.000 á cô bác anh chị. Thì cô Vân có nói là gửi cho anh bức 500.000 đồng uống cà phê. Cô Vân gửi cho anh uống cà phê ha. Còn cái số tiền còn lại gửi cho 500.000 đồng thì còn lại là 3. Vậy là còn lại cái phần tiền là 3.250.000 đồng là Bùi Hồ gửi luôn là cho gia đình của cụ là 3.300.000. Thì cái phần này á thì gửi cho chị Thơm chừng nữa mua đồ á. Ngày nay em có dặn mua đồ để cho bé Tho đúng không? Cho bé Tho để mua đồ chơi thì chị giữ lại để mua cho bé Tho mua đồ chơi đồ ha. Em gửi cho chị với lại anh Tú ha. Gửi cho chị với anh Tú là ha, một chia ra đi để gửi cho bà cụ nữa cô bác của anh chị. 1.000.000. Dạ, gửi cho hai vợ chồng xài luôn. 1.600.000. 2.000.000 đây. Gửi cho hai vợ chồng nha. Cứ giữ đó, không có dành. Dạ, rồi cái phần này là đưa cho bà cụ để bà cụ mua đồ ăn ha. Dạ. Dạ. Đưa cho bà cụ xài không? Chị biết tiền xài không? Biết. Biết không? Bà cụ giữ không? Nghe bà cụ. Rồi cũng như là ngày hôm nay thì coi như là Bùi Hồ cũng đã thay mặt cho cô Vân ở Mỹ gửi cho gia đình là 500 đô, gồm có mua nội thất là 8.100.000 đồng, còn lại là gửi tiền mặt cho anh Bức, cho bà cụ với lại cho dòng của anh Tú á. Thì có muốn nói lời nào không? Dạ, cảm ơn anh hai. Anh hai. Dạ. Mai mốt chừng nào đi bắt ốc lại? Dạ, em chưa biết, chừng nào em đi lễ với em mới có đi. Giữ tiền xài cẩn thận, xài ít thôi nha. Dạ. Rồi chị là có mua đồ nấu ăn không? Có, mua đồ ăn. Mua đồ ăn nấu ăn cho con mình nữa nghe. Dạ, chừng gái còn như bà. Hả? Cho bà ăn. Cho mẹ ăn nữa. Chị nấu ăn hay là bà cụ nấu ăn? Con nấu. Chị nấu hả? Rồi bà cụ cũng nấu riêng nữa hả? Bà nấu gà. Bà cụ nấu bếp gà. Dạ. Hai vợ chồng nấu ăn nữa. Là bà cụ nấu ăn nữa. Nấu cụ ấy gì? Bé con của chị là bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi rồi. 8 tuổi. Biết tên nói chuyện đồ được hết không? Được. Bé Tho. Dạ. Chào chú ta. Chào chú. Không mà. Cái chân của bé bị sao hả bà? Nó bệnh. Bệnh sao? Bệnh hồi bị hồi lúc mà bị dịch đó. Dạ. Nó bệnh rồi cái giò đi không được luôn. Có đi khám lần nào không? Có nằm với bác sĩ. Bác sĩ chạy được gì ra đây rồi mới mua thuốc vào cho nó uống tờ thập độ cho nó. Bác sĩ nói là sao? Chỉ là chạy nó. Chạy hả? Đi bệnh viện nào bà? Bệnh viện riêng. Ở bệnh viện nó bị khô não. Chết não. Chết não. Chết não hả? Ở đây thầy nó khô não giúp răng đi. Giờ đây có thầy trong phòng chính uống thuốc đó mà nó mới ngầu vậy được. Có chân thông nó đâu có ngầu được đâu. Giờ còn có cái giò là nó đi không được á. Bị giống như bị bại não. Cô Vân nói là để đi chở cho bé Tho đi khám bệnh ở bệnh viện coi như thế nào, coi có thể trị được hay không. Thì sau khi ngôi nhà của mình hoàn thành đi thì có thể con sẽ hỗ trợ cho bé đi đi bệnh viện ha. Rồi bà với lại con chúc mừng cho bà với lại gia đình của anh Tú đã có ngôi nhà mới ha. Dạ. Cũng mừng quá mừng. Cũng mừng quá mừng rồi. Vui vẻ. Vui vẻ. Có khéo rồi. Hả? Mấy ông thợ bằng khéo tay. Mấy nợ khéo tay quá hả? Chú kêu mấy ông đầm đấm kinh nha. Giờ chừng nữa em kêu thợ là bắt ốc, bắt khoan cái móc để em móc móc mùng.
mộng mộng. Vậy uống ha. Đinh luôn, nóng đinh luôn. Thôi em chào gia đình mình, em về ha. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân, cảm ơn chị Tửng ở châu Phi, cảm ơn cô Vân ở Mỹ đã hỗ trợ đồng hành cùng với các anh em cũng như là Bùi Hồ đối với những hoàn cảnh khó khăn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở clip sau.